thêm về hoa trần đề. Đấy. 3 cái 5 chỉ. Ra đây hôm trước thì anh có làm rồi, hôm nay làm lại nhé. Đấy. Việc đầu tiên là lấy độ ngả của móc mà. Tất cả máy dòng máy trần đề. Đấy, một số anh em khác thì là lấy chiều cao đấy, của kim, nhưng mà anh thì không lấy như thế, mình sẽ lấy là độ ngả của móc trước. Đấy, chúng ta quay bu ly theo chiều máy chạy. Đấy, khi mà kim xuống tận cùng phải không, đấy thì mình sẽ kiểm tra độ ngả của móc này. Đấy, đây đối với móc này là còn mới nhá, thì là các em nên lấy là 3 ly. Đấy, thế còn tùy theo một số mặt hàng khác thì có thể là lấy vào 2 ly 8 để cho trụ kim nó cao lên một tí. Ví dụ hàng dày chẳng hạn. Đúng không? Đấy, thì mình lấy 2 ly 8 thôi, bình thường là 3 ly. Đấy, thế còn đối với một số mỏ móc này, cái mỏ này mà nó đã bị ngắn mất đi một ít rồi đấy, thì là mình sẽ lấy lên khoảng 3 ly 2 cái mỏ này mới ra lên là 3 ly. Nhớ là quay bu ly theo chiều máy chạy nhé, kim xuống đến tận cùng là dừng, chứ đừng để là kim đi lên đến lúc là kiểm tra lại là cái này lại sai. 3 ly nó siết đường ống này hơi nhẹ lại một tí. Rồi ta tiếp tục quay bu ly theo chiều máy chạy. Đấy, móc đi vào đi vào để kim bắt đầu đi lên. Đấy, thì tại thời điểm này đúng không, là độ ngả móc của chúng ta lấy là ok rồi đúng không, thì khoảng tiếp xúc giữa móc và kim đấy thì cũng như máy một kim thôi. Đấy, từ cái mép trên này của lỗ kim này tới cái mép dưới của mỏ móc này cũng là 1,5 ly nhé. Đấy, và anh nói luôn là ví dụ đối với cái kim này chúng ta chỉnh có thể hơi đá nhẹ được nhé, còn đối với cái kim ngoài này ấy, là không được đá nhé, phải có độ hở như này là không được. Như này nó sát thế này là không may được nhé, nó phải có độ hở ra một tí, độ hở nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu là 0,04 ấy. Đấy, tầm đấy. Ta tiếp tục quay bu ly theo chiều máy chạy này để làm sao biết được hành trình đồng bộ đã đi đúng hay chưa. Đấy, thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì tại thời điểm này là cái lỗ của kim này nó sẽ bằng với cái lỗ của cái móc này nhá, là sẽ đi đúng, còn như thế này là đang đi sai nhá. Lỗ kim như này là đang đi sai. Đấy, tiếp tục chúng ta quay bu ly theo chiều máy chạy này. Đấy, tại thời này kim này đầu mũi kim nhé, nó sẽ thả vào chỗ điểm vát. Đấy, cảm giác này như này là đang đi sai nhé. Tiếp tục quay bu ly này,
theo chiều máy chạy này. Đấy. Thì thời điểm hiện tại như này là rất sai. Thế thì để làm thế nào để sửa được cái lỗi sai này nhé? Thì bây giờ chúng ta sẽ nâng trụ kim lên một chút. Đây, dừng một tí như này. Rồi. Cái kim nó phải rung rung này nhé, mình khi mình cho tay vào này. Đấy. Đấy, thì mình sẽ lấy lại chiều sâu của trụ kim như này. Đấy. Lỗ, trùng lỗ này, đúng không? Nhìn thấy không? Đấy. Và khoảng cách 1.5 ly. Đấy. Bơi sang này. Đấy. Là ok nha. Và tiếp theo này. Quay tiếp. Đấy. Thì cái đầu mũi kim của chúng ta này, đấy, nó sẽ đâm vào đúng cái chỗ điểm khuyết tam giác này. Đấy, để nó lấy chỉ này. Quay kim tiếp theo này. Đấy. Thì đối với một số loại chất liệu vải nhá, thì là cái mép trên của lỗ kim này nó sẽ ngang bằng với lại gáy của móc nhé. Đấy. Tức là khi mình anh em chỉnh máy là nhớ chúng ta phải nhìn móc. Có thể là một số cái móc tức là nó đã bị ngắn, tức là bị mòn đi rồi đấy. Thì một số anh em là thường hay là sửa lại, là sẽ rũa cái phần, bớt cái phần này đi để làm sao để cho nó dễ lấy chỉ, bởi vì khi nó cụt bớt đi rồi, mất cái form này thì với một số mặt hàng anh em vẫn chỉnh được, đúng không? Thì nó cụt đến đây rồi thì khi mà nó bắt chỉ vào đây thì cái chỗ này nó đã ngắn cụt mất cái mỏ nhọn đấy rồi, thì đương nhiên anh em sẽ là mài bớt cái phần này đi để làm sao nó lấy chỉ dễ, thì mình lại không thể chỉnh được là theo cách đấy nữa nhé. Đấy là phải để ý, tức là móc giữa móc mới và móc cũ
đã có chỉnh sửa về móc rồi thì lại phải để ý, không là nhầm lẫn là sau là không chỉnh được đấy. Và điều thứ hai nữa, tức là cũng có thể là với một số mặt hàng, tức là cái lỗ này khi mà lượt về anh em có thể là lỗ trùng lỗ nhé. Đấy. Còn như anh đang chỉnh đây là một, hầu như là các mặt hàng là đều có thể may được. Đấy. Thế thì nói tiếp, tức là tại vì sao lại để cây kim bên này, cây kim 3 này có độ hở một chút so hơn với lại cây kim đầu này, thì là mục đích để làm gì? Đấy, thì anh nói luôn đây, mục đích tức là để khi cây kim ở về phía bên này, đúng không? Thì cái cây này nó sẽ ăn sâu vào cái điểm khuyết này để lấy chỉ, đúng không? Để lấy chỉ của móc dưới dễ hơn. Nếu mà anh em mà chỉnh cái này ấy, mà sát luôn ấy, là sau là sẽ bị bỏ mũi này. Bỏ mũi lượt về. Hiểu không? Tự lượt đi nó lấy được nhé. Nhưng đây là lượt, lấy mũi lượt về, nó sẽ bỏ mũi lượt về. Đây, chú ý. À, bỏ mũi ô vuông ấy nè. Bỏ mũi lượt về. Đấy, như thế này là đã đúng rồi. Đấy, thế thì tiếp tục để làm thế nào chỉnh được cái đồng bộ này. Đây em quay lên đây, em mở cái nắp này ra. Nó sẽ có 4 con ốc. Đấy, 4 con ốc lục lăng, lục lăng. Anh em sẽ mở ra. Này lâu rồi. Đó, không có hỗ trợ bên mấy kia nữa. Có. Đây. Có 4 con ốc lục lăng này nhá. Thì chúng ta sẽ mở là 3 con này. Và cái con thứ tư này nhá, em mở nhẹ ra. Đấy, xong rồi tại thời điểm này nhá, mình mở nhẹ ra và giữ lại. Đấy, và chúng ta quay cái bu ly này, giữ tại thời điểm đây. Đấy, nhích bu ly này nhá, nhưng nhớ là khi mình nhích về bên nào, đúng không, thì phải nhớ. Tức là để khi mình chỉnh ở kia thì mình có thể nhích lại một tí, bởi vì nó chỉ nhích nhau một tí thôi. Cái siết ốc nhẹ ra, mình sẽ kiểm tra ở đây là đồng bộ đang đi sai, thấy chưa? Đi đúng như thế nào đấy. Lúc nãy là cái mép dưới của lỗ kim này nhá, thì nó ngang bằng với lại gáy của móc. Đấy, thì bây giờ anh sẽ chỉnh lại nó đúng. Một tí rồi. Một tí xíu anh em. Đấy. Trên hơi kim phải không? Đấy, hơi quá rồi. Đấy. Bây giờ đây quay này. Cái mũi vi thẳng lỗ rồi đâu? Hả? Mũi đang đi vi thẳng lỗ. Ừ. Nhưng mà nó sai đấy em. Tức là như thế nào gọi là đồng bộ. Đấy, thì là chúng ta ở đây, chúng ta sẽ nhích một tí một thôi. Yeah.
chưa? Ok chưa? Đợt đi này. Đây nhá Trung nhá. Đấy. Anh vẫn bảo với em là tại sao là mình học chắc con một kim, bởi vì tất cả các dòng máy nó đều giống nhau. Tức là khi mỏ tiếp xúc vào kim nhá, để lấy chỉ đều là 1.5 hết. Đấy. Thì khi mình học được con một kim tốt thì những cái máy này thì nó lại dễ đấy. Đấy, rất đơn giản. Bởi vì mình đã nắm bắt được rồi. Đấy. Đây, mép của lỗ này. Tí một thôi. Đừng như là nó chỉ nhích đi khoảng coi như là một tí, có thể là bằng một xoa chỉ thôi. Ở dưới này nó sẽ thay đổi toàn bộ cục diện. Đấy, như này là ok này. Kiểu rơi vào mũi kia mà đúng như là phát của nó. Đẹp tất ra nhìn rõ không? Đấy nhá. Thế thì để làm thế nào để chúng ta kiểm tra được hành trình là đi đúng nhá? Thì lại quay, tức là đây nhá. Em nhìn đây. Lượt đi này. Đúng không? Mở móc. Đây đối với cái móc này là móc mới nhá. Còn móc cũ thì các em lại phải làm kiểu khác nhá. Đấy. 1.5 này. Tại thời điểm này, đúng không? Như thế này là lỗ kim đang không trùng với lỗ móc và lượt đi nhé. Lỗ kim đang không trùng với lỗ móc lượt đi đấy, và lượt về đấy. Lỗ kim gần trùng với lỗ móc đấy. Thế để làm như thế nào để cho nó chuẩn? Đây ta sẽ cho nhích một ít thôi đấy, trùng chưa? Chưa, chờ tí nữa. Trùng lỗ chưa? Đấy là lượt vài nhá. Lượt đi này. Đấy. À, chiều sâu trụ kim xuống một tí. Khi mình lấy được độ ngả của móc rồi ấy, đúng không? Thì tất cả là trụ kim nó sẽ ăn theo độ của ngả của móc. Để làm nào thì mình sẽ lấy đồng bộ lại. Đây, lỗ kim trùng này, lượt đi này, ok này. Lượt ra này. Trùng chưa? Đấy, đối với một số mặt hàng là lỗ lượt đi trùng mà lượt về cũng trùng. Nhưng đối với một số mặt hàng lượt đi trùng nhưng lượt về thì lại không trùng. Đấy, thì mép dưới của lỗ kim sẽ ngang bằng với gáy của lưng móc nha. Đấy, như này là gọi đồng bộ. Thế để làm thế nào để kiểm tra nốt là đường về đó và cái kim bên này. Đây, em quay về bên này. Đây là lỗ trùng lỗ rồi nhá. Thì tiếp theo là lượt bên này. Đấy, đây nhá, cái mỏ móc này. Em sẽ kiểm tra tại thời điểm của cây kim đầu tiên lượt về. Đấy, cái đầu mỏ móc này. Từ mép trên của lỗ kim
tới đầu của mỏ móc nó cũng sẽ lại là 1.5 ly, đúng không? Thế giống như là lượt đi, đây là đồng bộ đang coi như là chuẩn. Đây, đúng không? Lượt bài này, lượt tới này, thấy giống nhau không? Đấy, như này người ta gọi là đồng bộ chuẩn. Chuẩn. Đấy, lượt bài lỗ trùng lỗ này, kiểm tra tiếp vào cây đầu tiên này. Đấy, cũng là 1.5 này. Đấy, như này là ok. Cái này lúc nãy em tháo ra em vặn hơi quá, nó chịch vào đây nhá. Anh em là nhớ chú ý cái giá đỡ này. Khi các em mà tháo ra chẳng hạn thì mình để nó ở mức độ vừa phải, còn không là khi mình quay này nó sẽ cấn vào đây, cấn vào đây nó nặng máy, xong rồi lúc lại không tìm được nguyên nhân là ở đâu. Đấy, nhớ là mấy cái giá đỡ này. Đấy, thì bây giờ mình đã kiểm tra tất cả mọi thứ sau khi ổn định rồi, đúng không? Thì mình xiếc đâu ạ? Xiếc đâu? Chắc là đây. Okay. Đấy, thì hôm nay là học cái bài gọi là lấy độ ngả của móc này, chiều sâu của chùm kim này, và chỉnh lại đồng bộ này. Đấy, hôm nay các em làm tốt cái phần này thì hôm sau thì anh sẽ chỉ tiếp và cái phần cam đánh bông, cam của đánh chỉ giả trên. Đấy, hoặc là gọi là một số anh em ví dụ ở Sài Gòn người ta gọi là chỉ bông trên. Đấy, như ở miền Bắc mình đấy, họ gọi là chỉ giải. Bài giảng của thầy Trần Cảnh đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt anh em.